phụ nữ không muốn hoa trong ngày lễ tình yêu. Chúng tôi muốn máy bay chiến đấu. Want đây là thông điệp mới của Ukraine kêu gọi phương Tây viện trợ thêm vũ khí, cụ thể là tiêm chủng F-16. Trước đó, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng nước này cũng đã mang theo một mảnh vải có hình máy bay chiến đấu tới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO để xin viện trợ. Đây là một tín hiệu cho thấy kho vũ khí tại Ukraine thực sự đang cạn kiệt. Và trước tình trạng trên, Mỹ đang tức tốc tìm ra một lộ trình hợp pháp để cung cấp cho Ukraine hàng ngàn khẩu súng và hàng tấn đạn dược mà nước này tịch thu được từ Iran. Theo tờ tạp chí Phố Quân, đây là lô vũ khí mà Mỹ đã tịch thu được từ Gulf và Oman, bao gồm 5.000 khẩu súng bắn tỉa, 1,6 triệu băng đạn, rất nhiều tên lửa chống tăng và khoảng 7.000 cầu chì. Mỹ và NATO đã đặt mục tiêu là giúp Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường để có vị thế tốt nhất trên bàn đàm phán, khôi phục lại lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Và theo số liệu của Viện Kiel, trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 1 năm 2022 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, các thành viên NATO đã cam kết cấp ít nhất 80,5 tỷ đô bao gồm cả quân sự, tài chính và nhân đạo cho Ukraine. Trong đó, Mỹ là nước hỗ trợ lớn nhất với ít nhất 24,5 tỷ đô viện trợ quân sự, hơn 16 tỷ đô tài chính và 10,6 tỷ đô nhân đạo. Anh viện trợ nhiều thứ hai với 7,6 tỷ đô, Đức là 5,8 tỷ đô. Chính sách viện trợ vũ khí được Mỹ và phương Tây thực hiện tùy thuộc vào tình hình thực địa trên chiến trường Ukraine. Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, họ chủ yếu cấp cho Kiev những vũ khí phòng thủ cỡ nhỏ như tên lửa phòng không vác vai. Nhưng cùng với tính chất ngày càng phức tạp và khốc liệt của cuộc chiến, phương Tây đã đáp ứng nhu cầu khí tài ngày càng cao hơn của Ukraine từ hệ thống phòng không đến xe tăng chiến đấu hạng nặng. Tuy nhiên, hiện tại có lẽ Mỹ và NATO vẫn coi máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa là vùng cấm trong chính sách viện trợ. Theo dữ liệu của Viện Kiel của Đức, là đơn vị theo dõi số vũ khí được cam kết và chuyển giao cho Ukraine, từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2022, Ukraine đã nhận được hơn 40.000 vũ khí nhỏ hạng nhẹ như súng lục, súng trường, súng tiểu liên, 17.000 tên lửa phòng không vác vai, 25.000 mũ bảo hộ và 30.000 áo chống đạn. Trong đó, Hy Lạp đã gửi 20.000 khẩu súng trường AK-47, còn Mỹ gửi 6.000 khẩu Manpad, 5.000 khẩu súng trường COD-M4 và 2.000 tên lửa chống tăng cầm tay Javelin. Thụy Điển cũng đóng góp 10.000 khẩu Manpad, Cộng hòa Séc là 5.000 khẩu súng trường tấn công VZ-58 và 3.200 súng máy VZ-59. Những vũ khí và thiết bị này dễ vận chuyển, dễ tiếp nhận và triển khai trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh trận chiến lớn sắp xảy ra ở khu vực Donbass miền đông Ukraine, phương Tây bắt đầu cung cấp các loại pháo cho Ukraine, bao gồm cả lựu pháo và bệ phóng tên lửa, để giúp Ukraine đánh vào phía sau chiến tuyến của Nga, phá hủy kho đạn dược và làm gián đoạn các tuyến tiếp tế của đối phương. Đến mùa thu năm 2022, 321 khẩu lựu pháo được chuyển giao, trong đó có 18 khẩu César của Pháp cùng với 120 xe bộ binh, 49 bệ phóng rocket, 24 trực thăng tấn công, hơn 1.000 máy bay không người lái của Mỹ và 280 xe tăng do Liên Xô chế tạo, chủ yếu do nước láng giềng Ba Lan gửi đến. Sau khi Nga rút về mặt trận miền Đông và miền Nam, quân đội của ông Putin tiếp tục tập kích các thành phố trên khắp Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái bằng chất nổ, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Kiev khi đó đã yêu cầu viện trợ các hệ thống phòng thủ tên lửa để chống lại mối đe dọa này. Và Mỹ đã quyết định gửi 8 hệ thống tên lửa, Anh cam kết 6, Tây Ban Nha là 4 và Đức là 1. Vào tháng 12 năm 2022, Washington đồng ý cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot, được coi là một trong những hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới. Trong vài tháng qua, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã biến thành cuộc chiến tiêu hao vũ khí ở mặt trận miền đông. Lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào các thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk là trung tâm của trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải liên tục kêu gọi phương Tây gửi xe tăng tối tân để Kiev có thể tiếp tục phản công. Và Anh là nước đầu tiên hứa hẹn cung cấp 14 xe tăng chiến đấu Challenger 2 cho Kiev. Sau đó, Đức cũng đồng ý cung cấp 14 xe tăng Leopard, được coi là một trong những loại xe tăng tốt nhất trên thế giới. Đồng thời, bật đèn xanh cho các quốc gia khác tái xuất một số xe tăng Leopard trong kho dự trữ của họ. Ngoài ra, Đức cũng cam kết viện trợ ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 cũ hơn, trong khi Mỹ cho biết sẽ gửi 31 xe tăng Abrams.
Xe tăng là một yếu tố có thể thay đổi tình thế của cuộc chiến, đặc biệt đối với Ukraine, nước cho đến nay vẫn dựa vào các vũ khí từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, cuộc chạy đua cung cấp khí tài cho Ukraine chưa dừng lại ở đó. Ba Lan cho biết sẵn sàng hỗ trợ Ukraine máy bay chiến đấu F-16 nếu các thành viên NATO nhất trí. Và như đã thấy, cả Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine lẫn phụ nữ dân thường cũng đang kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.